Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài đầu tiên vẫn liên quan tới cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Quý vị, trong ngày hôm nay có lẽ là Joe Biden sẽ bị một cú rất nặng bởi vì một tờ báo được xem là thường xuyên binh vực cho Joe Biden. Bây giờ đã có một cái bài khá dài phân tích và trong đó cho thấy là khối cử tri trẻ, tức gọi là Gen Z, đã bắt đầu rời bỏ Joe Biden và không những như vậy, còn quay ngược lại chống Joe Biden và đặc biệt là những kẻ có ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội. Năm 2020, họ đã ủng hộ cho Joe Biden. Nhưng bây giờ, gần như là họ đã quay lưng với Joe Biden. Nếu không nói là họ đối lập với Joe Biden, ở trong cái vấn đề, gọi nhiều vấn đề, mà trong đó tôi nghĩ rằng là đây là một cái thảm họa mà chính Joe Biden và đảng Dân Chủ đã gây ra từ năm 2020. Và bây giờ là hậu quả của cái biến cố năm 2020. Quý vị, chúng ta lướt qua cái bài phân tích này. Tờ báo này chính là tờ Washington Post. Tờ báo được xem là một cái loa tuyên truyền của đảng Dân Chủ và Joe Biden. Giờ đây, họ phải có một bài và cảnh báo với Joe Biden. Quý vị, Gen Z, những người mà có ảnh hưởng nhất của cái thế hệ của Gen Z, những người đã ủng hộ cho Joe Biden năm 2020, bây giờ quay lưng lại chống ông ta. Đó là một trong những bài báo của tờ Washington Post. Quý vị, đây là tờ báo này, đã ra cái bài này ngày 13 tây tháng 6 nha. Tức là ngày hôm qua, năm 2020, hàng trăm những kẻ tạo ra nội dung trên TikTok đã đứng chung để mà có một mục tiêu là sẽ làm cho Joe Biden thắng cử. Họ post video, họ làm tổ chức event và kể cả việc mà làm cách nào để hướng dẫn cho những người theo họ để đánh bại ông Trump. Và 4 năm sau đó thì cái liên minh này được biết với cái chữ là TikTok for Joe Biden, hiện nay gọi Gen Z là thay đổi, và hiện nay họ không có endorse cho ông Joe Biden tái tranh cử. Biden đã gần như là đã bước ra ngoài giới trẻ, và con số này là một con số khá quan trọng. Người sáng lập của cái liên minh đám trẻ này ủng hộ cho Joe Biden có tên là Aidan Comerfee, 20 tuổi, nó cho biết. Và gần như những lãnh đạo cấp tiến giới trẻ đã có một cái tình trạng gọi là họ đã không tin vào cái khối cử tri Gen Z, và trên toàn TikTok, Instagram, YouTube và Twitch gần như là họ ông Joe Biden đã mất đi cái khối trẻ này khá nhiều, và gần như họ phản đối ông Joe Biden rất nhiều việc, từ cuộc chiến tại dải Gaza, vấn đề khủng hoảng về khí hậu toàn cầu, cũng như là việc mà ông ta đã quyết định ban lệnh cấm TikTok. Và điều này đã dẫn tới tình trạng mà Joe Biden đã bị mất rất nhiều những cái khối trẻ, và những người này là những kẻ có ảnh hưởng ở trong cái mạng TikTok, là họ gọi là influencers, tức là những kẻ có ảnh hưởng. Tôi đã từng báo động về những cái tình trạng này, và bây giờ gần như họ rời bỏ. Đây là một trong những người mà có tên là Caleb Green, được xem là có một cái lịch sử giáo dục về ở Washington, nói rằng là không được mời tới tòa Bạch Ốc kể từ khi mà anh ta chỉ trích chính quyền trong việc mà ban lệnh cấm TikTok và cuộc chiến tại dải Gaza. Trong khi đó thì Annie Wu Henry được xem là một người ảnh hưởng về chính trị và mà là một chiến lược gia điện tử làm việc cho chiến dịch tranh cử của đảng Dân Chủ, đã đồng ý, và nói trong lúc tòa Bạch Ốc đang tìm cách gọi là có được tạo ra một cái lối truyền thông độc lập, và cô này cho biết là họ hiện nay gần như là không còn ủng hộ cho Joe Biden. Quý vị, ở dưới đây thì các bạn, kết luận của tờ Washington Post cho thấy là có rất nhiều những người, và trong đó đặc biệt giới trẻ, không muốn Joe Biden bỏ phiếu cho Biden một lần nữa. Đây là một trong những lời khẳng định của bà ta. Có rất nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, không muốn bỏ phiếu cho Joe Biden. Đó là cái kết luận của cái bài phỏng vấn khá dài của tờ Washington Post. Trong đó, tờ báo này đã đi tìm những người trẻ mà có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Trong đó gồm có Instagram, TikTok là chính. Sau đó là Facebook, YouTube và Platform X. Đây là một trong những cái bài phỏng vấn khá dài của tờ Washington Post. Và những kẻ này là những kẻ có ảnh hưởng trên mạng xã hội, tức là họ có một cái lượng follower rất đông đảo ở trên các cái mạng xã hội. Và trước đây năm 2020, họ tìm cách giành chiến thắng cho Joe Biden.
Tuy nhiên thì quý vị, sau 4 năm Joe Biden điều hành đất nước thì bây giờ hậu quả của cái biến cố năm 2020 đã trở thành một cái điểm mà họ chống lại Joe Biden. Một những điểm mà họ chống Joe Biden một lát tôi sẽ phân tích. Tuy nhiên ở đây tôi nói cái phần đầu tiên trước. Cái phần đầu tiên trước là đám truyền thông. Đám truyền thông khi mà ông Trump thắng cử năm 2016, nhận chức năm 2017, thì quý vị, đám truyền thông đã thi nhau gọi là vẽ lên một cái hình ảnh rất tệ hại bởi Donald Trump. Và chính cái hình ảnh này nó cấy vào đầu giới trẻ của Gen Z. Thì quý vị, nó cấy vào đầu của giới trẻ của Gen Z rất là nhiều. Và đám truyền thông này gây ảnh hưởng rất lớn trong 4 năm ông Trump cầm quyền, kể cả cái năm có đại dịch. Và kết quả của cái cuộc gọi là cái chiến dịch gọi là quảng bá rầm rộ, tôi gọi là quảng bá thì đúng hơn, là bởi vì họ vẽ lên một cái hình ảnh rất tệ hại của Donald Trump. Và do đó quý vị, tất cả giới trẻ của năm 2020 tập trung hỗ trợ cho Joe Biden với mục tiêu không phải là vì Joe Biden là một ông tổng thống tốt hay là có khả năng, mà chỉ vì họ có thành kiến quá sâu nặng với ông Trump do đám truyền thông dẫn dắt. Thì quý vị, cái hậu quả là năm 2020, tất cả những kẻ ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội, từ TikTok qua tới Instagram cho tới kể cả ở bên Facebook v.v. họ tập trung bằng mọi cách là hạ bệ ông Trump. Quý vị nên nhớ là năm 2020, ông Trump đã áp lực là công ty TikTok phải đặt server tại Hoa Kỳ, bán lại cổ phần của họ ở tại Hoa Kỳ. Thì quý vị, lúc đó giống như là dầu, ông Trump giống như là châm dầu vào lửa. Họ đã không thích ông Trump do cái hệ thống truyền thông Hoa Kỳ, tức là từ CNN, New York Times cho tới Washington Post, MSNBC, tất cả đều tập trung vẽ lên một cái hình ảnh rất tệ hại của Donald Trump. Mặc dù ông điều hành bộ máy kinh tế rất tốt, ngoại trừ cái năm cuối cùng năm 2020 là nó bùng nổ đại dịch, thì lúc đó là ngoài tầm tay. Thì quý vị, họ không chú ý tới những kết quả mà ông Trump đem lại cho nước Mỹ. Họ chỉ lắng nghe cái sự vẽ vời của đám truyền thông, những hình ảnh mà đám truyền thông vẽ lên về ông Trump, những hình ảnh xấu xa nhất của ông. Thì quý vị, do đó đám trẻ này đã tập trung nỗ lực của họ năm 2020 bằng mọi giá là phải hạ bệ ông Trump. Mục tiêu của họ là hạ bệ ông Trump. Có thể nói là năm 2020 là cái cao điểm nhất mà đám truyền thông đã thành công. Trong đó thứ nhất là họ đã sử dụng được cái biến cố của George Floyd, một tên tội phạm đã bị chết sau khi mà cảnh sát sử dụng bạo lực quá tay, làm cho giới trẻ bùng nổ. Thứ nhất là cái giới trẻ bùng nổ quậy phá ở khắp nơi, trong đó có sự kích động của Antifa và nhóm Black Lives Matter. Thì quý vị, năm 2020 có thể nói là cái điểm cao nhất mà cái thành kiến đối với ông Trump và cái sự thù ghét đối với ông Trump đã bùng nổ. Do đó quý vị, năm 2020 tất cả những kẻ có ảnh hưởng trên mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ Gen Z, đã tập trung bằng mọi cách để mà đánh bại ông Trump và họ thành công. Năm 2020 được xem là ông Trump đã bị thất bại, ông Trump đã bị thua Joe Biden. Tuy nhiên quý vị, 4 năm sau đó tình hình khác đi. Sau khi đánh bại ông Trump và Joe Biden lên làm tổng thống, thì quý vị, sau 3 năm Joe Biden làm tổng thống, đám trẻ bắt đầu thấy ra được những sự thật mà xưa nay tụi nó bị che giấu. Những sự thật tụi nó bị che giấu và những cái tác động từ bên ngoài đã khiến cho đám trẻ Gen Z này đã bắt đầu thay đổi cái nhìn của nó. Và quý vị, những lý do mà Joe Biden đã đánh mất dần cái khối trẻ Gen Z. Gen Z tức là sinh từ năm 2000 tới bây giờ. Quý vị, từ năm 2000 tới bây giờ là mình gọi là Gen Z. Thì quý vị, tức là cái tuổi từ 20 hai mấy đó. Lý do, thứ nhất quý vị, thứ nhất là cái vấn đề mà đám trẻ này nó bị đầu độc ở trong các cái trường học về cái tình trạng gọi là môi trường. Nó bị đầu độc tới mức gọi là, tôi có thể nói rằng là tới mức gọi là tẩy não hoàn toàn luôn. Thì quý vị thấy tất cả những đứa trẻ mà đi ra đường đều lên tiếng về vấn đề môi trường. Và Joe Biden đã không thực hiện được cái chính sách môi trường theo ý của tụi nó. Đặc biệt là tụi nó nhất định là phải dẹp bỏ toàn bộ nhiên liệu hóa thạch. Tức là fossil, nó gọi là fossil fuel. Tức là nhiên liệu hóa thạch đó quý vị. Tức là dầu thô. Nó nói một cách dầu thô và khí đốt thiên nhiên là phải cấm hàng hoàn toàn. Đây là cái sự đầu độc trong cái hệ thống giáo dục, dẫn tới đám trẻ không biết gì hết, mười mấy cho tới hai mấy tuổi đầu. Chưa có trải qua cuộc đời nhiều, chưa có trải qua cái cuộc sống nhiều, mà đã nhất định là phải dẹp bỏ nhiên liệu hóa thạch. Thì quý vị, cái hệ thống giáo dục đã tạo ra cái phần này. Do đó thì Joe Biden đã không thực hiện được cái lời cam kết lúc ông ta tranh cử.
ông ta tranh cử, ông ta hứa rất nhiều với đám cực tả, và đám cực tả này nắm cái giới trẻ rất đông, thì nó thúc đẩy ông Joe Biden là phải cấm toàn bộ nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên thì cuộc chiến của Nga tại Ukraine đã khiến cho, trước đó thì ông ta lên là giá năng lượng đã cao rồi, nhưng mà cái cuộc chiến của Nga tại Ukraine nó đẩy giá năng lượng lên cao nhất trong vòng 40 năm qua. Và kết quả quý vị, Joe Biden phải chậm lại cái tiến trình thúc đẩy cái chương trình khí hậu toàn cầu của ông ta. Và quý vị, ông ta phải xuất kho, tức là cái kho dự trữ về năng lượng của Hoa Kỳ, để mà giảm đi cái giá thành của năng lượng. Bởi vì lúc đó giá, quý vị thấy là năm 2022, là lúc đó là giá xăng, giá dầu, tất cả giá năng lượng lên tới mức cao nhất. Do đó quý vị, ông ta đã thất hứa với cái đám cực tả. Ông ta thất hứa với đám cực tả và đám trẻ. Do đó, cái lý do đầu tiên hết là đám trẻ bị tẩy não trong trường học về vấn đề môi trường, đã cho rằng là Joe Biden không làm đủ vai trò để bảo vệ cho môi trường. Đây là cái điều chính mà tôi nghĩ rằng là Joe Biden mất lá phiếu. Điều thứ hai là quý vị, đám trẻ sau 3 năm, 4 năm Joe Biden cầm quyền, họ mới nhận ra được là năm xưa họ lật ông Trump, họ kiếm được tiền, nhưng là họ lại lật ông Trump là do họ bị ảnh hưởng bởi đám truyền thông. Trong 4 năm Joe Biden cầm quyền thì quý vị, nhiều công ty truyền thông đã bắt đầu đưa những tin tức đa chiều hơn, không còn giống như dưới thời của ông Trump nữa. Chỉ còn lại một số những công ty truyền thông khuynh tả như MSNBC hay là tờ New York Times, là Washington Post, quý vị, là những cái cơ quan truyền thông được xem là vẫn còn tiếp tục công kích ông Trump và binh vực cho Joe Biden. Tuy nhiên thì quý vị, hầu hết là bắt đầu giới trẻ bắt đầu tiếp cận lại những công ty truyền thông khác. Họ có cái nhìn bắt đầu đa chiều hơn, không còn bị định hướng bởi cái đám truyền thông này nữa. Thì quý vị, họ nhận ra được có những điều mà đám truyền thông đã thổi phồng rất nhiều về cá nhân của ông Trump. Thứ hai là quý vị, bắt đầu họ nhìn ra được và họ so sánh cái nền kinh tế dưới thời của ông Trump lúc mà họ có ảnh hưởng, cho tới thời của Joe Biden họ mất ảnh hưởng. Nhất là những kẻ mà có ảnh hưởng trên mạng xã hội, bởi vì tới thời của ông Trump, lúc đó quý vị, các công ty truyền thông xã hội không áp đặt nhiều chính sách cộng đồng. Họ được thoải mái đưa ra những cái nội dung được xem là mở rộng hơn. Nhưng kể từ khi Joe Biden lên thì các công ty truyền thông xã hội đã siết lại tất cả những cái chính sách và khiến cho họ bị khó khăn vô cùng. Họ muốn kiếm tiền, họ muốn kiếm view không phải dễ dàng. Họ phải tuân thủ những cái chính sách gay gắt nhất của những công ty truyền thông xã hội. Thì quý vị, chính điều này nó dẫn tới đám trẻ thứ nhất là bị thất thu, tức là nó bị mất tiền. Và bây giờ nó dồn qua TikTok là bởi vì chính sách của TikTok vẫn còn dễ dãi trong vấn đề này. Và thứ hai là quý vị, nó bị mất view, nó bị mất tiền. Thứ hai là quý vị, nó chứng kiến được cái tình trạng kinh tế dưới thời của Joe Biden. Lạm phát lên cao nhất từ 50 năm qua. Năm 2022, lạm phát lên tới 9.1-9.2%. Quý vị, đám trẻ đã bắt đầu đối diện với thực tế cuộc sống. Và nó thấy rằng là tiền trong túi nó dần dần bay hết. Tiền trong túi nó kiếm được nhờ và gây ảnh hưởng trên mạng xã hội, nhờ những cái mạng điện tử. Cách này hay cách khác, nó kiếm được tiền dưới thời của ông Trump, kể cả những cái việc mà đào tiền điện tử. Thì quý vị, dưới thời ông Trump thì đám trẻ kiếm được tiền rất là nhiều. Bởi vì nhờ nó sản xuất những nội dung trên mạng xã hội, nó kiếm được tiền quảng cáo từ các mạng xã hội. Thứ hai là tụi nó bắt đầu dùng cái tiền đó để mua máy móc để mà đào tiền điện tử. Thì nó kiếm tiền rất nhiều. Nhưng qua tới thời của Joe Biden thì quý vị, tụi nó mất dần ảnh hưởng. Và lúc đó tiền điện tử cũng bắt đầu rung rinh. Và kết quả quý vị là cho thấy dưới thời của Joe Biden, đám trẻ mất tiền. Mất tiền rất rõ ràng. Và trước mắt bây giờ, trong cái giai đoạn 2024 này, tụi nó đang đối diện với rất nhiều những thách thức. Đây là cái lý do thứ hai mà Joe Biden làm mất phiếu của giới trẻ. Và điều thứ ba là cuộc chiến của Do Thái và Hamas. Quý vị, đám trẻ này đã bị kích động bởi cái đám môi trường. Đám môi trường nó chuyên môn đi đào, đi tìm kiếm những đứa trẻ để nó tẩy não. Và nó sẵn sàng tẩy não ở trong tất cả các học đường, các trường đại học của Hoa Kỳ. Do đó đám trẻ vẫn có một cái khuynh hướng là ủng hộ cho việc bảo vệ môi trường. Và quý vị, đặc biệt là cái vấn đề mà gọi là người Palestine. Thì quý vị, đám mà gọi là cái đám gọi là môi trường này, nó lại ủng hộ cho Palestine. Nó nhân danh là
hỗ trợ nhân đạo vân vân, nó ủng hộ cho người Palestine. Và kết quả thì quý vị, nước Mỹ và chính sách của nước Mỹ là bảo vệ cho Do Thái. Do đó Joe Biden đứng ở cái thế phải bảo vệ cho Do Thái, trên cái quy tắc là Do Thái là đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ tại Trung Đông. Do đó cái hành động ủng hộ Do Thái của Joe Biden đã khiến cho đám trẻ này bắt đầu có những cái thái độ khác với Joe Biden. Thêm vào đó quý vị, những đứa trẻ mà bắt đầu biết suy nghĩ, cân nhắc, nó bắt đầu chuyển hướng qua ủng hộ cho ông Trump, là bởi vì nó so sánh cái nền kinh tế, cái xã hội dưới triều đại của ông Trump và dưới triều đại của Joe Biden nó hoàn toàn khác nhau. Dưới triều đại của ông Trump thì quý vị, nếu mà chúng ta bỏ cái năm 2020 đại dịch ra, thì ông Trump là cái người đã đẩy cái mức gọi là tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ lên cao hơn 3%. Lần đầu tiên kể từ thời của nhiệm kỳ thứ hai của Bush con, tức là từ năm 2004-05 cho tới lúc mà ông Trump lên, thì quý vị, lần đầu tiên cái mức tổng sản lượng nội địa của Hoa Kỳ lên tới mức 3%. Con số chưa đạt được từ thời Obama và nhiệm kỳ thứ hai của Bush con. Thứ hai là quý vị, vấn đề gọi là thất nghiệp, ông Trump là người đầu tiên đã làm cho thất nghiệp giảm xuống 3.5%, thấp nhất trong vòng 50 năm. Năm 2019, mặc dù ông mở cuộc chiến với Trung Quốc về kinh tế, nhưng mà thất nghiệp của Hoa Kỳ lại giảm thấp nhất, bởi vì ai cũng kiếm được tiền. Ai cũng kiếm được tiền, dù cách này hay cách khác, từ giới trẻ kiếm tiền qua mạng xã hội hay là đào tiền điện tử, tức là coin mining, hoặc là nó mua bán cổ phiếu daily, kiếm cơm gạo mỗi ngày, tức là tụi nó là làm những cái nghề này, nó kiếm tiền nhiều hơn. Tức là cái thời của ông Trump, quý vị, buôn bán cổ phiếu, tôi gọi là daily trade đó, tụi nhỏ có thể kiếm cơm gạo được, nhờ có tiền điện tử, nhờ có cái chương trình gọi là cổ phiếu, mà tụi nó chơi daily trade, thì quý vị, nó cùng nhau kiếm được tiền rất là nhiều. Nhưng mà qua tới thời Joe Biden thì tất cả các đường hướng này đều bị chặn hết. Thứ nhất là kiếm tiền trên mạng xã hội bây giờ khó khăn vô cùng, bởi vì các cái chính sách tiêu chuẩn cộng đồng của các mạng xã hội, từ YouTube qua tới Facebook, Instagram cho tới TikTok, bây giờ siết lại hết. Những cái nội dung mà bây giờ được xem là gây nguy hại cho cộng đồng đều bị dẹp bỏ. Tôi lấy ví dụ YouTube vừa rồi, là trước đó vài tháng là quý vị, họ cho thoải mái để làm những cái clip về thức ăn, đồ uống thoải mái lắm. Nhưng bây giờ những cái clip nào mà có cái hành động mà như là câu cá lên rồi làm thịt cá ở trên bờ sông để mà nướng ăn tại chỗ là bị block ngay. Tức là cái hiệp hội bảo vệ thú vật gì đó nó áp lực, thì YouTube lấy hết cái nội dung này ra, không cho phép sử dụng những cái nội dung tương tự như vậy nữa. Tôi không nói về chính trị, tôi chỉ nói về những cái nội dung mà YouTube bắt đầu siết thôi. Rồi chưa kể mới đây, cách đây một tuần lễ, là tất cả những cái educate, giáo dục liên quan tới vấn đề súng đạn thôi, YouTube cấm luôn. Tức là quý vị, dạy cho người ta cách tháo súng, mở súng, rồi cái cách làm sao cho an toàn súng đạn đó. Tức là những cái hình thức này nó mang tính chất giáo dục để quý vị hiểu rõ hơn. Thì bây giờ YouTube cấm luôn. Thì quý vị, những cái chính sách cứng rắn này của mạng xã hội, từ YouTube qua tới Instagram cho tới platform X hay là bên phía của TikTok đó, nó bắt đầu siết lại hết. Do đó mấy đứa nhỏ không còn sản xuất được nội dung phong phú nữa, mà phải tuân thủ theo cái quy tắc của mạng xã hội, nó không kiếm được tiền. Cộng thêm thứ hai là quý vị, thị trường daily trade, tức là cái thị trường mà trao đổi cổ phiếu mỗi ngày, chết hết. Bây giờ mấy đứa nhỏ không còn một đồng nào hết, thậm chí có những đứa phải thiếu tiền lại của ngân hàng. Sau cái thời gian mà 2019-20, tụi nó núp ở trong nhà, tụi nó mua bán tiền điện tử, tụi nó vẫn kiếm được tiền, hay là mua bán cổ phiếu vẫn kiếm được tiền. Còn bây giờ quý vị, cạn luôn rồi. Sau cái thời gian mà từ năm 21 cho tới 23 là coi như quý vị, toàn bộ cái thị trường chứng khoán về daily trade là coi như sập hết, cạn hết tiền luôn. Lúc mà thị trường xuống tạ, bây giờ năm nay 2024 bắt đầu tới mùa bầu cử, có chiều hướng bút up lại, thì tụi nó hết tiền rồi. Tụi nó hết tiền rồi. Do đó quý vị, những cái phương thức kiếm tiền của giới trẻ trên Gen Z này đó, nó đã không còn nữa. Cộng thêm SEC, tức là SEC, tức là cơ quan giám sát thị trường chứng khoán, đã bắt đầu ra tay với lại các cái trang mạng mua bán tiền điện tử. Và quý vị thấy một số trang mạng mua bán tiền điện tử bây giờ đi vào phá sản hết. Và kết quả quý vị đã nhìn thấy. Do đó quý vị, đám Gen Z này không còn công cụ kiếm tiền. Đó là điều thứ nhất mà tôi nói rằng là
nó cảm thấy nó so sánh dưới triều đại của ông Trump và triều đại của Joe Biden. Rõ ràng dưới triều đại của ông Trump nó kiếm được tiền rất là nhiều. Dưới triều đại của Joe Biden bây giờ nó phải ăn bám vào cha mẹ. Tại không còn đủ tiền nữa. Không còn đủ tiền tiêu xài nữa. Không còn đủ tiền để chi phí cho cuộc sống hàng ngày nữa. Do đó quý vị, đây là cái lý do chính mà đám trẻ bỏ Joe Biden. Đương nhiên ngoại trừ cái vấn đề tuổi tác ông ta ra, đám trẻ nói rằng ông ta 81 tuổi, bây giờ có thắng cử là nhận chức 82. Kết thúc cái nhiệm kỳ 2 là 86 tuổi, quá lớn. Nó chê Joe Biden quá lớn tuổi rồi. Và chưa kể là những cái hành động của Joe Biden nó thấy rõ ràng là không còn đủ sức để ngồi ghế tổng thống. Thì quý vị, những lý do này là những lý do mà đám trẻ rời bỏ ông Joe Biden. Và đặc biệt quý vị, cái điều quan trọng nhất mà tụi nó trả giá, tức là năm 2020 nó dồn mọi nỗ lực để mà đánh bại ông Trump. Đám này nó dồn mọi lực, kể cả việc mà kích động bạo động đường phố, gây ra tất cả những cái cuộc bạo loạn trên đường phố để mà tìm cách gọi là đánh bại ông Trump. Thì bây giờ chính tụi nó trả giá, chính tụi nó bây giờ sợ bước ra đường. Có những đứa quý vị cả tuần lễ không dám bước ra đường, ngồi ở nhà online không, ngồi ở nhà lên Facebook, lên Twitter, lên platform X rồi TikTok sản xuất nội dung không, không dám ra đường nữa. Lý do tình trạng tội ác quá cao, nhất là ở những thành phố lớn. Những thành phố lớn thì tụi trẻ nó chui rút vào những cái chung cư, tại vì những thành phố lớn cái giá cả mắc mỏ lắm, từ New York cho tới San Francisco, San Jose vân vân, hay là Chicago. Những khu vực này các vị, giá tiền nhà rất là cao, cho nên tụi nhỏ nó không có đủ sức mua một cái single house. Nó ở trong một những cái condo hoặc là nó ở trong những cái chung cư thôi. Thì quý vị, đám trẻ này bây giờ chui rút trong nhà không dám ra đường, bởi vì tình trạng di dân bất hợp pháp tràn lan ở các thành phố lớn này và dẫn đến tình trạng tội ác tăng cao. Chính tụi nó đã khuấy động cái cuộc gọi là hỗn loạn năm 2020. Bây giờ chính tụi nó trả giá, trả giá cho cái sự khuấy động đó, là bây giờ chính tụi nó trở thành nạn nhân của những cái sự bạo động này. Quý vị, do đó cái đám Gen Z này bây giờ sợ hãi và bây giờ không muốn bầu cho Joe Biden nữa. Một số nó biết cân nhắc, nó biết phân tích thì nó qua nó bầu cho ông Trump. Còn một số khác từ chối không đi bầu hoặc là sẽ bỏ phiếu cho Robert Kennedy Jr. Đây là những cái lý do chính mà tôi cho rằng là Joe Biden đã đánh mất đi tất cả khối phiếu của đảng Dân Chủ. Tại vì đảng Dân Chủ từ mấy chục năm nay họ đầu tư vào cái đám trẻ. Đám trẻ tức là 20 mấy 30 tuổi, từ 18 cho tới 29 tuổi, là cái đám này là cái đám khối phiếu chủ lực của đảng Dân Chủ. Tuy nhiên thì cái vị đám này làm biến đi bầu mấy chục năm nay, thì mặc dù là đây là cái khối phiếu chủ lực của họ không đi bầu, đi bầu là bầu cho đảng Dân Chủ. Do đó quý vị, họ đầu tư vào cái đám trẻ này rất là nhiều. Thì quý vị, do đó gần như là đây là cái khối phiếu chủ lực của họ. Bên cạnh cái khối phiếu của người da đen, người Latino, thì khối phiếu trẻ là cái khối phiếu chính. Thì năm 2020 nó kích động đám trẻ này đi bầu bằng cái phương pháp gọi là vote by mail. Thì đám trẻ nó không muốn đi ra xếp hàng ở phòng bầu cử. Bây giờ vote by mail thì nó tiện, nó chỉ có điền xong nó gửi đi thôi. Do đó tại sao cái đám trẻ này ủng hộ được cho Joe Biden. Nhưng mà cái cao điểm nhất của đảng Dân Chủ là cái điểm của năm 2020. Họ đã kích động được tất cả mọi thứ để mà có thể đánh bại Donald Trump. Nhưng mà bây giờ quý vị, sự kích động đó sau 4 năm, cái hậu quả của nó đi theo. Thì bây giờ chúng ta đang đối diện với cái hậu quả của năm 2020. Và đám trẻ bắt đầu nhận ra được, thứ nhất là nó đã bị bịt mắt bởi đám truyền thông. Nó đã bị định hướng bởi đám truyền thông. Thứ hai, đối diện với kinh tế khó khăn. Thứ ba, nhìn thấy cái tình trạng gọi là thất hứa của Joe Biden. Và thứ tư, tình trạng tụi nó phải đối diện với tội ác khá cao ở trong các cộng đồng và sự cạnh tranh một cách quyết liệt ở trong cái giới trẻ. Thì quý vị, những lý do này đã dẫn tới tình trạng giới trẻ Gen Z đã rời bỏ Joe Biden. Thì quý vị, tôi không nói tới những cái khối trẻ mà bắt đầu biết suy nghĩ chuyển từ ủng hộ Joe Biden qua ủng hộ Trump. Tôi chỉ nói cái khối trẻ bây giờ hình như là chiếm cũng khá đông, là nó tuyên bố nó sẽ không đi bầu năm 2024. Còn nếu không, nó sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên độc lập là Robert Kennedy Jr. Lý do, thứ nhất, nó viện cớ tuổi tác của Joe Biden. Thứ hai,
là chính cái thái độ điều hành cái guồng máy quốc gia của Joe Biden đã khiến cho tụi nó bất mãn. Từ chính sách đối ngoại cho tới chính sách đối nội. Đối ngoại thì ủng hộ cho phía của Do Thái ở dãy Gaza, tụi nó không thích. Và đối nội thì tình trạng mà lạm phát, giá cả tăng cao, giá năng lượng tăng cao và tụi nó không còn afford nổi được đời sống nữa. Bây giờ phải sống nhờ vào cha mẹ. Coi như 10 đứa thì hết 6 đứa, 7 đứa là bây giờ phải nhờ vào sự trợ cấp của cha mẹ để mà vượt qua giai đoạn khó khăn này. Lúc trước nó không cần, dưới thời của ông Trump nó không cần cha mẹ hỗ trợ nó. Nó kiếm tiền bằng nhiều cách. Nhưng bây giờ quý vị, gần như là tụi nó đuối hết rồi. Không còn đủ sức kiếm tiền nữa. Bây giờ phải sống nhờ vào sự giúp đỡ của cha mẹ. Do đó quý vị, đám trẻ bắt đầu tỏ ra bực bội, bất mãn. Lúc trước thời của ông Trump có thể đi dự party, xài tiền, kêu rượu, uống bia suốt đêm không sao hết. Bây giờ mà kêu một chai bia hay kêu một cái tequila là phải suy nghĩ rồi. Là phải suy nghĩ rồi. Uống một cốc tequila là phải suy nghĩ rồi. Thì quý vị, đây chính là cái thực tế mà đám trẻ rời bỏ ông Joe Biden. Bởi vì ông ta không có đủ khả năng quản trị về kinh tế. Ông ta lại đi hai hàng quá nhiều. Từ vấn đề môi trường cho tới cuộc chiến của Do Thái và Hamas. Vấn đề môi trường, một mặt thì ông ta thúc đẩy những cái chính sách nghiêm ngặt về môi trường. Nhưng một mặt khác, ông ta phải giảm giá năng lượng xuống. Cho nên phải mở ra cho một số cho nhiên liệu hóa thạch và những cái ngành về năng lượng phải hoạt động được để duy trì cái mức gọi là giá năng lượng thấp xuống. Cho nên quý vị, đám trẻ nhìn thấy Joe Biden đi hai hàng. Rồi cái vấn đề hỗ trợ cho Palestine cũng vậy. Một mặt thì đứng hẳn về phía của Do Thái để mà ủng hộ cho chính quyền Do Thái. Nhưng một mặt khác vẫn thúc đẩy cái việc gọi là hỗ trợ cho người Palestine và người tị nạn Palestine đi hai hàng. Trong khi đám trẻ nó muốn là chấm dứt hỗ trợ cho Do Thái. Thì quý vị, chính cái thái độ đi hai hàng này mà đám trẻ bây giờ nó chán rồi. Nó không muốn Joe Biden trở thành tổng thống được nữa. Và do đó quý vị, tờ Washington Post là cái tờ báo tôi gọi là cái loa tuyên truyền của Đảng Dân Chủ và của Joe Biden, bây giờ cũng phải có một cái bài viết cho thấy là cái đám ảnh hưởng trên mạng xã hội của giới trẻ đang dần dần rời bỏ Joe Biden. Thì quý vị, đây là một trong những cái cho chúng ta thấy rõ là Joe Biden đang đối diện với rất nhiều thách thức từ khối cử tri của ông ta, từ cái chính sách thất bại về kinh tế, từ cái chính sách thất bại về đối ngoại và cái chính sách thất bại về an ninh quốc gia. Tôi gọi là an ninh quốc gia, trong đó bao gồm những cái sự đe dọa về khủng bố và kể cả tình trạng tội ác tăng cao trong cộng đồng và số lượng người chết vì fentanyl ở trong cái giai đoạn của Joe Biden là cao nhất nước, cao nhất so với những đời tổng thống trước đây. Thì quý vị, đây là những cái hậu quả mà đám trẻ chỉ vì có thành kiến với lại ông Trump năm 2020 bỏ phiếu cho Joe Biden. Do cái đám truyền thông nó định hướng, đám trẻ bị ảnh hưởng bởi đám truyền thông. Nhưng bây giờ tụi nó nhìn ra hết. Thứ nhất, sau một thời gian trên mạng xã hội, tụi nó có ảnh hưởng riêng của tụi nó rồi. Bắt đầu nó nhìn ra được nhiều góc của vấn đề. Và bắt đầu nó nhìn ra được những chính sách thất bại của Joe Biden và những chính sách mà ông Trump đã làm được cho tụi nó mà tụi nó không nhìn thấy năm 2020. Nó chỉ nhìn thấy cái sự tiêu cực của ông Trump thôi. Thì quý vị, do đó tình hình năm nay nó thay đổi và gần như hôm nay là giữa tháng 6 rồi. Chúng ta không còn chưa tới 5 tháng là tới cuộc bầu cử rồi. Joe Biden không xoay đổi được cục diện. Và Đảng Dân Chủ thì bây giờ đang lấn cấn là tiếp tục duy trì cho Joe Biden ra tranh tái tranh cử hay tìm cách nào đó cho Joe Biden tự động rút lui để đưa người khác ra. Quý vị, hiện nay gần như Đảng Dân Chủ đang bị chia rẽ rất trầm trọng. Trong khi đó, Đảng Cộng Hòa thì ngược lại, họ bắt đầu đoàn kết sau lưng của ông Trump. Sau mấy năm, họ bị dẫn dắt định hướng bởi đám truyền thông. Thì bây giờ quý vị, họ nhìn ra được, họ chứng kiến được cái chính quyền ở dưới cái triều đại của Joe Biden, họ chứng kiến được cái tư thế của nước Mỹ bị thấp đi. Thì quý vị, Đảng Cộng Hòa dần dần bây giờ đứng sau lưng của ông Trump. Và những gì mà họ gặp ông Trump ngày hôm qua, tất cả ông Trump đưa ra họ đều đồng ý. Từ cái chính sách giảm thuế cho những người nghèo, tức là không đánh thuế vào tiền thiếp của những người nghèo, cho tới những cái việc mà hỗ trợ lại cho tất cả công dân ngành blue collar, tức là cái ngành mà cổ xanh đó, tức là ngành mà công nhân mà làm trong các cái hãng xưởng đó quý vị.
cho tới kể cả ông Trump gặp gỡ các đại công ty, làm sao để các anh kéo công việc về nước Mỹ? Tôi giảm thuế. Tôi giảm thuế với điều kiện các anh phải kéo công việc về nước Mỹ. Các anh phải mở thêm hãng xưởng tại nước Mỹ. Thì quý vị, tất cả những điều này cho thấy Đảng Cộng Hòa dần dần họ đồng ý cái chính sách của ông Trump. Và họ đoàn kết sau lưng ông. Kể cả những người mà được xem là chỉ trích ông Trump trước đây, bây giờ cũng đã đứng sau lưng của ông Trump. Thì quý vị, cuộc bầu cử năm nay chúng ta đã thấy rõ hai hình ảnh của hai đảng. Một bên là chán nản Joe Biden, một bên nhận ra được cái chính sách của ông Trump. Hai bên chúng ta thấy rõ ràng là cái khối lượng nó solid như thế nào. Và cuộc bầu cử năm nay mặc dù chưa đoán trước, nhưng trước mắt chúng ta thấy là ông Trump sẽ thắng. Trước mắt nếu như cuộc bầu cử diễn ra ngày hôm nay thì ông Trump sẽ thắng. Tuy nhiên chúng ta còn 4 tháng mấy nữa, 5 tháng, gần 5 tháng thì chúng ta chưa biết có biến cố gì hay không. Chúng ta chờ xem. Tuy nhiên đây là những cái dấu hiệu cho thấy nước Mỹ sẽ khởi sắc trở lại khi đám trẻ nhận ra được nhiều vấn đề. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.